Dạ em nhờ anh Tuấn làm vô đây giùm em 4 phần hủ tiếu ốc của mình. Anh lấy em thêm 2 phần nữa đi. Hôm nay mình sẽ ăn 6 phần hủ tiếu bên quán nha mọi người. Ôi cha. Này là 6 tô hả anh Tuấn? 6 tô mà bao thêm mấy giấc bánh nữa. Ủa là tổng cộng bao nhiêu bát hủ tiếu? Chắc cái này phải bát vô vương, vô vương, vô vương. Nam đi. Trời ơi. Ôi. Nhiều nhá. Mời luôn. Đây mọi người, đây là chè Cô Có, một đặc sản Campuchia rất nổi tiếng. Đố các bạn biết mình đang có mặt ở đâu. À. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Phân Hùng đây. Thì hôm nay mình sẽ có một clip nó đặc sắc một xíu. Đó là mình sẽ không có để cái tô trong cái bình cà phê, mà mình sẽ vác nó đi luôn mọi người. Để mình quay được những cái biểu cảm của cái những người mà người ta đi trong cái khu chợ. Tại vì hôm nay là buổi tối nên chợ Campuchia rất là đông, mình sẽ vào trong đó để mình giới thiệu mọi người một số quán và mình sẽ lựa cái quán nào mà nó phù hợp nhất để mình làm clip cho mọi người cùng thức nha. Rồi giờ thì mọi người cùng theo chân mình vào chợ, nhưng trước khi thử thách ăn mọi người đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ cho kênh mình nha. Rồi giờ thì mọi người cùng theo chân mình nào. Đây đây là chợ nè. Đây. Chú cười rồi, chú cười. Chú nói hàng này mang tô bự quá. Ê, quán gì đông quá kìa Hùng. Đây hả? Không, quán bên đây nè. Trà đầu dâm. Trà chú phải làm một ly á. Em thấy nhân viên đông hơn cả à. Đâu quán nào? Anh thấy quán này được rồi không? Nè. Nè. Anh kia là hủ tiếu ốc anh. Anh kia hủ tiếu ốc kìa. Phá lâu ốc. Dim sum. Bên đây hình như không có cơm anh Lộc ơi. Gì? Ở đây không có cơm. À cánh gà thôi hả? Là cánh gà thôi. Bên đây là phá lâu bò, phá lâu ốc. Bún tôm, phá lâu bò, phá lâu ốc. Dim sum. Hủ tiếu ốc chú Tuấn. Đúng không? Thuốc. Đó. Sẵn làm ly trà đào dầm. Đây, hủ tiếu ốc chú Tuấn nha mọi người. À. Dạ chào anh. Và anh là chú Tuấn hả anh? Đúng rồi, anh là chú Tuấn. À, sao mình có cái ý tưởng mình lấy cái tên chú Tuấn vậy anh? À cái đó là tên ở nhà em. À, tên với lại anh đặt cái quán luôn cho nó đặc biệt. Đặc biệt, với lại nghe cũng là ha. Dễ nhớ. Rồi, thì bên mình là hoạt động từ mấy giờ anh, mấy giờ anh? 12 giờ trưa tới 22 giờ rưỡi tối. À 12 giờ 22 giờ rưỡi tối. Thì mình bán ở đây được lâu chưa anh? Mình bán được 5 năm rồi. 5 năm. À dạ. Đây là cái mặt bằng của mình nè, nhìn chỉ có như đây đó. Dạ. Kế bên là mình có một cái tiệm trà đào. À. Có chung không anh? Chung luôn. Ô chung luôn kìa. Ô mà trà đào nó đông lắm nha mọi người, lát nữa chắc em cũng phải thưởng thức một ly trà đào quá. Thì bên mình là mình bán những món gì vậy anh Tuấn? À bên anh món bán hủ tiếu ốc nè. Dạ. Bún ốc, bún tôm, rồi phá lâu ốc, phá lâu bò. À. Xíu mại thập cẩm, xíu mại cua. Ồ nhiều dữ vậy. À. Thì đặc biệt nhất là cái hủ tiếu ốc đúng không? Đúng rồi, đặc biệt nhất là hủ tiếu ốc nè. Rồi xong bác cái tô mình nè. Bác cái tô mình đi luôn rồi. Chắc là lần đầu tiên thấy nên ngạc nhiên. Nhưng mà lát nữa em ăn kiểu này anh sẽ ngạc nhiên nữa nè. Mà cái hủ tiếu ốc của mình á, bên trong là gồm những gì anh có thể? À bên trong gồm có nghêu, nghêu đỏ, thịt viên, dạ, giả, ốc móng tay, tôm. Dạ.
đâu à, anh nằm bên đây đúng không ạ? Em quay sơ qua cho mọi người coi. Đây nè mọi người. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Cái này em nghĩ chắc buổi chiều mình bày ra nhiều hơn đúng không anh? Đúng rồi, còn hiện tại là quán gần đóng cửa 10 giờ tại giãn khách rồi. À. Quán dọn thu gọn bớt cho nó gọn lại. À, vậy đó hả? Wow. Thì một tô hủ tiếu ốc như vậy là có giá bao nhiêu anh? Đó là tô thường thì là 30, tô 30. Đặc biệt là 38. À, vậy hả? Tô đặc biệt sẽ to hơn tô thường. Đúng rồi, ốc, với lại ốc nhiều hơn. Ốc nhiều hơn. Ăn nó cảm giác đã hơn. Dạ. Còn bún tôm thì của mình là nó là sao anh? Nghe nó là lạ ta. Bún tôm thì là bún mình bỏ tôm vô. À. Tôm với chả là bún chả, tôm chả. À, dạ dạ. Ủa? Có giống như bún nước không ta? Anh biết bún nước cô Huyền được không? À không, cái này thì nó cũng dạng giống như là người ta ăn đổi vị, ăn hủ tiếu đổi vị. Tôm này nọ ăn cho nó dễ ăn, cho nó ngon. Để mình cho mọi người coi một tô bình thường ở đây anh Tụ nên bán như thế nào nha mọi người. Tô nhìn cũng đẹp ha. Ủa sao anh lại có ý tưởng mình bán hủ tiếu ốc vậy anh Tụ? À thay thời xưa anh có học nấu ăn bếp hủ tiếu mì của người Hoa á. À. Thấy nó nhiều quá. Dạ. Xong cái anh nó bay hải sản, hủ tiếu hải sản. Dạ. Tôm mực thì người ta bán rồi. À. Xong rồi người nói vui vui cái đang ăn ốc á, xong cái đứa bạn nói mày thử nghĩ bán hủ tiếu ốc thử coi. À. Xong rồi nói để tao nghiên cứu, tao làm cho thử. Dạ. Thời gian nghiên cứu thì anh chế được cái này. À ok, hôm nay mình bán tới giờ cũng số lượng khách như vậy là cũng gọi là thành công rồi anh. Chúc mừng anh nha. Đây một tô bình thường nè mọi người. Oh. Đây tô bình thường. Dạ tô bình thường. Mình có nấu nước lèo từ ốc không ta? Có, mình có thể đổ thêm một ốc nước và lục nghêu á. Nước lục nghêu cho nó ngọt. Dạ dạ. À. Còn bên kia là quán trà đào mà em thấy sao bên đó nhiều bạn nhân viên ghê luôn á anh. Đúng rồi. Quán tại vì bán khá là đông. À. Mình, với lại mình bán lắc thủ công á. Dạ. Mà một ly mình dùng cái sắt mình lắc. À. Nên mình phải cần nhiều người. Nhiều người đã lắc để bán cho kịp. Trà đào ở đây có gì đặc biệt không ta? Trà đào là cái giá rất là đặc biệt, giá chỉ 10.000 thôi. 10.000. Đúng rồi, một ly trà đào rất là ngon. Ui. Nếu mà 10.000 vậy sao anh mướn quá trời nhân viên luôn rồi sao trả tiền hết. Dạ dạ. Thì đây là cũng quán nhà. À. Nên cũng đỡ được phần nào. Rồi, rồi em hiểu rồi. Ok thì em đến đây em thấy có rất là nhiều món đặc biệt. Như bún tôm cũng là nè, phá lấu bò thì biết rồi, phá lấu ốc cũng là. Dim sum. Thì phá lấu ốc á mà nếu mà mình ăn trong cái tô khổng lồ thì nó khó mọi người. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ ăn cái hủ tiếu, em ăn hủ tiếu ốc đi chú Tụn. Em ăn hủ tiếu ốc đi. Yeah. Ui, Hải Long, Hải Long, Hải Long đang giới thiệu. Hải Long. Qua đây, qua đây. Đây, cái tô. À, chân súp hả? À, đây. Thì, dạ em nhờ anh Tụn làm vô đây giùm em 4 phần hủ tiếu ốc của mình. Dạ. Một người ăn á anh Tụn. Một người ăn. Em này. Dữ á. Ok, hôm nay mình sẽ thưởng thức hủ tiếu ốc của chú Tụn nha. Để coi coi món ăn này nó sẽ đặc biệt như thế nào. Em ăn là 4 tô. Dạ. 4 tô đào dầm nữa chứ. Đúng rồi, em ăn thêm một ly đào nữa. Anh sẽ lót một lớp giá trước nè mọi người. Tiếp theo là hủ tiếu. Cái đó là 4 phần á. Anh lấy em thêm 2 phần nữa đi. Hôm nay Vinh Hùng đang đói á. Nên chơi lớn luôn. Ôi, hai phần mà xem nhìn giống 4 phần quá vậy. Hai phần á anh. Dạ. Rồi ok quất luôn. Hôm nay mình sẽ ăn 6 phần hủ tiếu bên quán nha mọi người. Ôi cha. Đó. Mình thấy ở đây là có nghèo. Cái này giống như xíu mại ha anh. Thịt viên em. Thịt viên à. Dạ dạ. Kia là ốc móng tay nè mọi người. Ốc móng tay nè. Còn kia là sò đỏ ha anh. Đúng rồi, sò lụa đỏ. Sò lụa đỏ. Đó với tôm. Chả. Ô, phải lâu quá trời ống luôn. Đây ống móng tay mọi người. Ống móng tay này mình thấy hơi nhỏ, đúng không? Ống tay này nó hơi nhỏ. Ô, nhìn hấp dẫn quá.
món ốc á, là phải có xả ăn chấm mắm mới ngon anh Lộc. Ui, hủ tiếu ốc chú Tuấn, nhìn là ghiền, ăn là mê, thích cạn tơ tơ. Có một câu slogan cũng hấp dẫn lắm nè, nhìn là ghiền, ăn là mê, thích cạn tơ tơ. Bánh sáng rồi. À, ở đây múc quay nè. Dạ. Đây múc bằng cây nóc nè mọi người. Ồ. Trời ơi. Đây sẽ là một tô hủ tiếu ốc đẹp nhất từ trước đến giờ mà anh bán nha chú Tuấn. Tô lần đầu tiên bán luôn anh, từ lúc mở tiệm tới giờ luôn á, lần đầu tiên bán tô như này. Lúc mở tiệm tới giờ. Ôi chà. Trời đất ơi. Bỏ thêm tôm rồi lên anh trao. Thôi phải thêm được rồi anh, được rồi. Chỉ có một người ăn thôi. Hay. Ôi, cà chà đào 5 lít chứ. Không, em không uống được đâu. Đây nha mọi người. A few minutes later. Rồi. Rồi ơi, chắc là cái quyết định của em là sai lầm rồi đó. Hồi nãy em lỡ nói anh làm thêm 2 phần hủ tiếu nữa. Lại đây là tới 6 phần đó mọi người. Quyết định này của em cũng sai lầm nữa. Nào, kêu thêm một tô nhỏ. Nên em kêu cho anh á, không ý là nếu mà anh không có tô nhỏ anh sẽ trợ giúp em được á. Còn ăn tô nhỏ rồi là em tự lực cánh sinh á. Trời ơi, hủ tiếu đó mọi. Bánh xác, bánh xác 6 phần. Hôm nay chưa lớn thử một lần coi có thành công nha mọi người. Đây, giờ mình sẽ thử thách ăn hết tô này nha. Mình thực hiện thử thách ăn tô nhỏ này nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Mời mọi người nha. Ăn nhanh đi để hủ tiếu nở. Dạ. Yeah. Hủ tiếu. Con này là con sò gì không? Sò lụa đỏ. Sò lụa đỏ. Dạ. Hủ tiếu đây mềm lắm nha. Chắc là do mình quay intro hơi lâu rồi đó, nên nước lèo nó nóng, nó làm hủ tiếu hơi mềm. Ồ, sò đã lắm. Chứ mình được mình có kêu thêm một ly nữa. Chà đào dầm khổng lồ. Ở đây có nước chấm mọi người. Nè. Lạ ha. À, có thấy không mọi người? Hồi nãy lúc mình vào mình chưa có địa chỉ. Địa chỉ ở đây là số 57-21 Hồ Thị Kỷ. Để mình quay địa chỉ cho mọi người coi nha. Đó. 57-21. Ui, ở đây có đặt banana nữa nè. Có đặt banana. Mọi người đi từ đầu chợ á, xong rồi mọi người đi tới khúc gần cuối chợ, còn bán nằm bên tay trái nha. Ok. Rồi, rồi các anh em thấy rõ địa chỉ chưa? Rồi. Cái này là mắm gừng. Để em có cho thêm sa tế với lại xả vô mọi người. Ăn rất là thơm. Mà cũng không quá cay nha. Món này chú Tuấn làm á, có theo công thức của Thái Lan không ta? Không có. Theo công thức của người Hoa. Người Hoa. Anh tưởng thường mấy món mà như lẩu Thái hay là giống giống á, có ốc, có đồ nữa. Để mình thử một con sò lụa đỏ nè. Mình thử miếng chả luôn. Nó có mùi đặc trưng của mấy món ốc á mọi người. Quán này hấp dẫn quá, phải thử miếng. Nước lèo ngon lắm anh. Nước lèo này nó giống như là nước ngao á, hay là nó ngọt lắm. Ăn thêm có một cọng đậu quế. Không. Ui trà đào mà muốn thử đi. Vị nó rất đậm đà. Hấp dẫn. Đặt lắm nè mọi người. Ở đây mình thấy á, cái quán trà đào nó còn đông hơn quán hủ tiếu nữa. Nhân viên á thì hỏi ra mới biết trà đào ở đây rất là rẻ, chỉ có 10.000 thôi. Nhân vị đó rất đặc biệt. Đào đó các bạn thấy có một cái đào dầm mà
miếng đào á. Nên ghé thử nha. Đặc biệt đó là đào ở dưới rất nhiều. Đào mà bầm nhỏ nhỏ vậy nè. Bên kia lúc đầu mình cứ tưởng là có cơm có kia, nhưng mà mình thấy toàn là cá với cánh gà không à. Ở đây ngoài ốc thì còn có thêm chả nữa. Cục này là gì không? Cái đó là thịt viên anh. Thịt viên á hả? Thịt bằm á. Dạ. Nó giống xíu mại ha. Vâng. Ông mà viên này nó cái vị nó lạ lắm, hình như là người ta cũng trộn trong cái nước nước có ốc á. Thịt bà là bao nhiêu quá thì lọc á, nhiều tiểu quá. Nãy 4 phần là đó, anh tính trường hợp nở ra rồi. Thanh niên 4 phần là lúc mà mới bỏ vô chỉ là phần mới trụng à. Thanh niên cảm thấy hối hận chưa? Các bạn đã có thêm một phần gì? Có thêm một phần nữa là đủ rồi. Chưa thêm một phần là sao? Nãy em có thêm 2 phần hủ tiếu. Ờ. Là 6 phần. Các bạn có vậy nè Hùng. Nếu mà em ăn 6 phần này á. Em ăn tôi với mày không? 6 phần này mà cái hủ tiếu mà nó to to chút nữa em sẽ nhớ tới kỷ niệm gì? Ba đô. Anh thấy cái này thì nó nhỏ hơn, cái hủ tiếu này nó nhỏ hơn. Chú này quảng cáo nãy giờ. Chú về nhớ súp cho tụi con một súp nha. Nhớ súp cho con nha. Surprise. Một ngàn hai thì con chỉ cần 100 người thôi. Sắp lại tụi con cũng ấm rồi. Quay lại là những người bạn quay lại là có tình lãng mạn này. À, trong một cái hội đúng không chú? À. Chú chào mấy bạn luôn. Sao có clip lên chú đưa cho mấy bạn coi. Là tôi được lên clip YouTube nè. Wow. Rồi coi cái cục thịt này đúng là thịt viên mà anh vo luôn nè. Còn dính miếng mỡ này không thấy không? À. Mấy anh em chết mấy anh em rồi. Quậy là chết mấy anh em rồi. Nhất là mấy anh em à. Thích ngắt. Cặp cặp tóc. Anh em mạnh miệng đấy gì? Trong khi mình cũng FA gì? Thì anh chết trước. Cái miếng này ăn cũng được nha mọi người. Cái này đó anh biết gọi là gì? Nó heo thì cổ bằng heo. Cái này người ta gọi là cái nồi đúng không? Cái còi. Con bà kia này con này là cái gì? Đây, ủng hộ bà. Bà con ta này nè. Ôi 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 ôi. Hai tờ. Em hai tờ với anh hai tờ Hùng. Mua hết cho bà luôn đi. Hết luôn, bà tin hết không? Hết. Ôi, có bà động viên rồi. Ổn rồi. Mà con không tin con á bà. Dạ. Hôm trước mà thấy đó trên TV đó.
Có hả? Mày thấy tụi con hả? Ờ. Thấy không? Thấy, tinh tinh quy nó ăn cũng là mười mấy ký. À, mày không phải tụi con. Không phải rồi, không phải tụi con. Cô này con này ít đó. Bạn biết cái quán bánh cam cảng bàn không? Hả? Bánh cam cảng bàn ở dưới đây không? À, biết. Con có ăn ở đó rồi đó. Con ăn 5 cái đùi heo với xô bánh canh. Đùi heo. 5 cái đùi heo à? Dạ. Cái xô bánh canh. 7 tô. Bây giờ để mình vào ốc. Cô bán cơm của nhìn nè, đứng hình mất 5 giây. High school. Có giờ mất cười rồi. Hôm nay tiếc quá ha, nếu chứ là qua quán cổ quay rồi. Nhưng mà do bên cổ là bán gà không? Không có cơm. Mình tưởng bán cơm, cơm thì qua ăn. Đây, con tôm cuối cùng. Ôi người ơi, đường này khói quá. Cô này nè, cô đang nói anh áo đen ăn cái tô bự luôn. Quảng cáo với mấy cô vòng vòng đây. Đó, anh áo đen nha. À, các bạn thấy không? Anh áo đen đang ngồi không? Thanh niên này bây giờ là hết cái rồi đó, bây giờ mình tăng tốc được rồi. Ăn giòn rồi, anh đổ nồi nước lèo rồi. Nó nằm cái gối rồi. Để anh Tuấn là đây ông ơi, tận mắt chứng kiến nha. Mình nhờ anh làm 4 tô nhưng mình thấy 4 tô chưa đủ á. Đây là 6 tô hả anh Tuấn? 6 tô mà bao thêm mấy chắc bánh nữa. Ủa vậy là tổng cộng bao nhiêu bát hủ tiếu? Bắt cái này phải bắt vô Nam đi. Trời ơi. Ôi. 10 luôn. Bo rồi. Anh Tuấn có nét giống chú Ba Đô rồi đó. Hay á, chiến thuật của quán hay á. Nói là làm 6 tô nhưng thật ra là 10. Để mình nghĩ là 6. Có nghĩa là cái tâm lý em ăn 6 nó vẫn sẽ thoải mái hơn em ăn 10 đúng không? Đúng không? Đó các em, anh em thấy đúng không? Ok cô. Phải không? Bỏ siêu lọc. Bỏ siêu lọc rồi. Lên là nó hiện ra cái kênh YouTube của tụi con. Tụi nãy tôi bấm vô rồi đó. Dạ dạ, là cô đăng ký rồi đúng không? Cô về cô xem giống như cô dâu 8 tuổi vậy đó. 500 mấy chục tập. Anh này anh rửa chén mà anh ngồi vậy đau chân chết. Hay thiệt luôn á. Cái gì cũng em, nói được. Em rửa chén vậy mình ngồi vậy đau chân luôn. Không đúng không? Cảm ơn em nha. Em ngồi đúng chỗ lắm luôn á. Hay quá ơi. Hết nha mọi người. Cô xin phép nha. Cô chán giúp con cái này được không? Dạ dạ. Để Hùng nghỉ ngơi xíu thì mình có vài cái nhận xét á. Là quán của chú Tuấn á, thứ nhất là bán rất gọn gàng, thứ hai là về cách mà chọn ốc chọn đồ rất tươi, anh đang cảm giác được cái độ tươi của ốc với người
và đặc biệt đó, tới quán số 4 là đừng quên kêu một ly trà đào. Trà đào dầm cực ngon, có 10k, rất hấp dẫn. Hôm nay mình khám phá chợ Hồ Thị Kỷ, chợ Campuchia. Mình phát hiện ra quán mũi tự ốc, mũi tự tuổi. Cái tên nghe thì đã thấy lạ rồi. Món ăn cũng lạ đúng không mọi người? Mũi tự ốc. Cho nên mình nghĩ rất nhiều người chưa biết. Rồi mình vào mình cũng làm clip giới thiệu món ăn. Mình bắt đầu tính 4 phần. Nhưng sau khi tính toán thì người ta có câu là người tính không bằng trời tính. Mình tính 4 phần. Người tính không bằng tổn tính. Anh tổn tính, tính. Anh tính trước rồi. Anh đi trước mình một bước đó. Thì từ 4 bát mì đã thành 60 bát nha mọi người. Là nãy lúc mà anh tụi múc nước á, múc nước lèo á, cảm giác được cái vị ngọt của nước lèo trong từng cái lần mà anh tụi đổ vào á. Nước lèo của tụi rất ngon rồi. Lúc mà sau mình ăn là mình vẫn thấy ngon. Nước lèo anh tụi nấu á. Chứ không phải nước lèo anh tụi. Nước lèo của anh Tuấn thì nó sẽ liên quan tới nhiều cái vấn đề khác. Rồi thì bên cạnh đó đây còn có các món ăn như tôm nè, rồi thịt viên, sò lùa, rồi nghêu đó, cái món ăn ốc kèm, món ốc đặc trưng thôi. Nhưng mà nó làm lên một cái tô hủ tiếu ốc rất là đặc biệt, rất là lạ đối với những cái món ăn ở Sài Gòn đây. Còn sa tế ở đây á, là có xả mà họ xay nhuyễn á mọi người. Có ăn mình cảm nghe được cái mùi xả luôn, nó rất là thơm. Đây thì tụi mình cũng có một cái fanpage trên Facebook như mọi người yêu mến. Như là muốn cập nhật các sự kiện, mini game hay event thì hãy like cho fanpage ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả. Clip của mình cũng sẽ được phát tại đây. Nếu như mọi người cười thì like. Nếu thứ hai thì hãy subscribe và chia sẻ nhiều khác cùng xem, giúp cho mình đạt được 200.000 sub nha mọi người. Và đừng quên follow TikTok của Võ Sư Lộc và Quân Thế Hùng 116 để theo dõi các hoạt động hàng ngày trong cuộc sống của tụi mình nha. Sắp tới như các bạn có bất cứ thách nào thì đã là bình luận comment, mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm biết cho mọi người cũng thức nha. Ok, xin chào các bạn.